Chào các bạn, mình là Bon đây. Ngày hôm nay hãy cùng đi với mình để đi lấy chiếc RV về nhà nhé. Bây giờ bác ấy sẽ dắt tụi mình đến chỗ đậu xe đã được dọn dẹp sạch sẽ, và sau đó sẽ hướng dẫn cho tụi mình cách sử dụng nó như thế nào. Giới thiệu với các bạn, đây là sợi dây mình sẽ cắm vô cái xe kéo của mình lúc mà mình kéo nó đi. Còn đây là hai cái bình ga và một bình điện sạc. Bình ga sẽ giúp mình nấu ăn và sưởi ấm nhà mỗi khi trời lạnh. Còn bình điện sẽ giúp mình cắm trại những nơi không cung cấp điện. Chỗ đó người ta gọi là boondocking. Đó, các bạn có thấy chỗ mà bác ấy vừa mới đá đến không? Cái đó là dùng để cân bằng xe, không bị nghiêng trước hoặc là nghiêng sau. Còn cái hộp đó là nơi mình cất những cái đồ ít dùng tới. Tiếp đến đây là cái vòi nước, nóng, nước lạnh. Nhưng mà ít khi mình xài tới lắm. Thôi, cất vô, không xài tới nữa. Giờ mình sẽ tìm hiểu phần dưới của nó nha. Mình zoom vô nè, đó, hay không? Đó là cái đường ống xả, xả nước tắm, nước sạch, nước nấu ăn và nước đi đi ở dưới đó. Bây giờ mình thử kéo cho các bạn coi nhà đó, hay không, nước nó ra đó đó. Bây giờ mình thử phá một xíu ở đây coi trong đó là cái gì nè. À, biết rồi, đây là cái tủ lạnh, nhưng mà đằng sau của cái tủ lạnh đó. Còn đây, mỗi khi mình nấu ăn, mình mở quạt hút mùi, nó sẽ bay ra ngoài đây. Mỗi lần mình kéo xe đi thì mình phải mở cái này ra để hơi gió nó luồn ra bên ngoài, không bị nóng xe. Đến phần hấp dẫn rồi, đây là cái mà mình thích nhất khi mà quyết định lựa chọn một cái xe này. Mình tưởng tượng mỗi lần mà anh đi cắm trại ở trong biển, mình ở ngoài rừng. Trời ơi, mở nó xuống rồi enjoy với thiên nhiên thật là sảng khoái lắm luôn á. Party ăn uống này nọ mình mới mở xuống để cho thoải mái, có không khí, có thiên nhiên thôi. Có cái này thì nhà bạn nào có thú cưng có thể cho tụi nó chơi ở đây luôn. Đó, chỉ có nhiêu đó thôi mà quyết định mua cái xe này luôn. Thôi, không dùng tới là mình phải kéo nó lên, vì ở trời mưa nó sẽ hắt vô trong nhà và nó không giữ được máy lạnh và máy hít ở trong nhà cho mình được. Ở đây có một cái ổ cắm điện, nếu mình muốn ngồi ở ngoài chơi mình có thể cắm tivi, cắm loa hoặc là cắm quạt ở đây được. Còn đây là cửa chính của nhà mình. Thang để mình đi mua trong nhà. Khi mà mình kéo xe đi, mình phải kéo cái bậc thang này vô, gấp vô như vậy. Ở đây nó có cái khớp, khi mà mình bỏ lên nó sẽ dính vô luôn. Còn khi mà muốn kéo cái thang xuống lại, mình có thể kéo cái thân màu xanh đó. Lúc kéo xe đi, mình phải gấp cái thân cầm tay vô như thế này. Thứ nhất là giữ cửa, thứ hai là không bị vướng. Cái nút này á, khi mà mình mở cửa ra nó có thể giữ cửa không bị bay. Đây là ngăn chứa đồ thông qua bên kia lúc nãy mình có giới thiệu rồi đó. Cái thanh sắt đó dùng để quay cái trục để cho nó balance cái xe. Thôi bây giờ mình đi vô trong nhà để giới thiệu cho các bạn bên trong có gì. Tuy nó nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng nó có vỏ đó nha. Cái nút bà bác ấy đang bấm, cái đó là cái máy hiên, dùng để họ che nắng và che mưa. Lúc mua nó có cái ghế ở ngay cửa sổ đó, nhưng mà mình thấy chật chội quá, mình không thích và mình đã tháo ra. Mình chỉ giữ lại cái ghế ăn thôi. Khi đi du lịch đó, nếu mà bạn nào muốn giữ cái ghế này, có thể dùng để ngồi, nằm, và không thích thì có thể gập lên được luôn. Nếu mà nhà nào có con nít khi đi du lịch thì em bé có thể nằm ở đây chơi. Còn những cái ghế ăn có thể kéo xuống làm giường ngủ. Các bạn có thấy khi nó gập lên nó rất là rộng rãi hơn không? Còn đây là chỗ rửa chén bát, có vòi nước nóng và vòi nước lạnh. Còn những cái nút kia là cái nút chỉnh cho nước nóng xài bằng ga hoặc là nước nóng xài bằng điện. Xe mình thì bếp và lò nướng thì dùng bằng ga nhé. Ở đây nó có cái nút đèn nhìn rất là sang xịn mịn. Còn nếu mà không có nấu ăn thì mình có thể gập cái kiến đó lại. Ở trên đây thì là máy hút như bao nhà khác thôi. Ở trên cùng là lò vi sóng. Tủ lạnh của tụi mình nhỏ nhỏ xinh xinh, có thể chứa được thức ăn cho một tuần để hai người ăn.
Ở đây mình có thể chỉnh mức độ lạnh của tủ lạnh mà mình muốn như thế nào. Còn đây là cái loa của xe, nếu mà mình muốn coi tivi hoặc nghe nhạc to trong nguyên xe thì mình có thể kết nối với bộ phận này. Mình có thể nghe thêm đặt FM cũng được, nhưng mà mình ít khi xài cái này lắm. Bây giờ sẽ có một chú khác hướng dẫn mình lắp ráp vô cái xe như thế nào. Đây là phần cũng rất là quan trọng đó nha. Làm không đúng đi giữa đường là quéo cò luôn á. Các bạn nhớ giùm mình khi mà mua xe nhớ lấy điện thoại ra để quay lại. Đôi khi những bước như thế này có thể làm mình quên. Vì là kinh nghiệm lần đầu nên nhờ video mình có thể xem lại cho thật chính xác trước khi mình kéo cái xe RV này đi. Xe vô cái chỗ đậu xe mà tụi mình đã thuê. Đây cũng là đầu tiên mình làm lơ xe. Nhìn tay mình quơ quơ vậy thôi chứ mình cũng chẳng biết quơ lơ xe như thế nào nữa. Mình bây giờ sẽ dắt các bạn vô. Thật là hữu tình đấy mà. Vừa bước vô nhà thì bên tay phải là cái toilet và phòng ngủ. Thì cái toilet nó thông như phòng ngủ như thế này. Đây là phòng tắm, sinh và chỗ đi vệ sinh ở trong phòng này luôn. Thế thì đây, ở đây là phòng mình ngủ mỗi ngày. Ở dưới cái giường của mình rất là lợi hại. Mình sẽ chứa những thứ mà mình ít dùng tới. Còn đây là chỗ nấu ăn và ăn uống, xem tivi, giải trí mỗi lần khi làm về. Còn ở ngoài kia là cái chỗ mà hóng gió này nọ của tụi mình thôi. Lúc ban đầu tính mua ghế, mua võng này nọ, ngồi ở ngoài chơi xong rốt cuộc cũng kéo lên. Không xài tới luôn. Ngày đầu tiên chơi Novi. Thật là chật chội. Quá trời đồ. Đi đường nào cho vô nữa. Restroom cũng hết chỗ. Em bỏ đi vô hết luôn hả vậy? Đi vô coi cái chỗ ngủ coi. Trời ơi, chị tắm lên mưa ướt nhem ở ngoài. Rồi. Là một cuộc sống bụi đời chính hiệu. Ở ngoài đang rất là mưa lớn. Sau một thời gian chờ đợi mệt mỏi, và đã có một căn nhà.